Xin kính chào tất cả bà con đang đến với video miền Nam thứ tư ngày 6 tháng 11 năm 2024, chiều ngày hôm nay 5 tháng 11, Lộc miền Nam trên kênh nó về được con 43 đài ở Bến Tre và cái con 63 đài Bạc Liêu. Và chúc mừng bà con đã tin tưởng và ủng hộ ở trên kênh. Và tiếp theo mình dự đoán miền Nam cho ngày 6 tháng 11 trên đài Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng. Đài Đồng Nai mình dự đoán cặp 0550, đài Cần Thơ mình dự đoán cặp 0220, đài Sóc Trăng mình dự đoán cặp 1661. Bà con hãy tham khảo cho ngày 6 tháng 11. Chúc bà con có nhiều may mắn.